Alo. Mẹ giận con lắm phải không? Không. Không có giận gì hết á. Con muốn làm cái gì á thì con cứ làm theo ý của mình đi. Mẹ à, nhà con sắp bay rồi ạ. Con có nhờ chú ở nhà chăm sóc cho mẹ. Ngoài ra con có để một khoản để cho mẹ ăn dưỡng tuổi già. Đi thì cứ đi đi, không cần phải lo cho tôi đâu. Mẹ à, con biết không phải lúc nào con cũng đúng. Con muốn trả thù, muốn giành giật. Điều đó ai cũng thấy cả. Nhưng có những thứ con phải chịu đựng, con phải trả giá. Thì không ai biết cả. Dù con có là kẻ độc ác hay máu lạnh, thì thật sự có những lúc con chẳng dễ chịu gì cả. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ nhiều lắm. Nhưng đoạn đường này đã qua hết rồi ạ. Xong hết rồi, đã an bài rồi. Con muốn gói ghém lại tất cả để bắt đầu một cuộc đời mới. Con hứa với mẹ, từ bây giờ con sẽ không để cho mẹ phải phiền lòng nữa. Mẹ ở nhà giữ sức khỏe nhá. Khi nào mẹ suy nghĩ lại. Chúng con rất mong được đón mẹ, được chăm sóc cho mẹ. Đã nói rồi, đi thì cứ đi đi, không cần phải lo cho mẹ. Nhưng mà có điều này mẹ muốn dặn con. Mẹ của thằng Gôn đó, còn tin đó thì con cứ tin đi. Phải chừa một góc để đề phòng nó nghe chưa con. Trạm cứu hộ trái tim hôm nay muốn tâm tình với bạn một câu chuyện cũ. Ông trời đã bù đắp cho em một người chồng tuyệt vời và một người mẹ chồng tốt bụng luôn yêu thương em. Anh không tuyệt vời đến thế đâu. Biết đâu có một ngày. Ê bạn, có cần phải nhìn vợ người khác như thế không? Anh bám theo tôi đến tận đây đấy à? Ngày xưa anh chưa từng theo đuổi em, bây giờ cũng vậy. Con trai của cô đấy à? Bố đứa trẻ, liệu tôi có biết không nhỉ? Vậy là cô cài người theo dõi tôi đây. Có còn việc nào tồi tệ hơn mà cô chưa làm với tôi không?
Anh lo vì anh ta sẽ làm hỏng kế hoạch của chúng ta. Giống mẹ cái gì không giống, lại giống đúng cái tính dại trai. Con nghĩ cho dù có chuyện gì xảy ra, con vẫn chọn cách là tin tưởng chồng con. Anh chỉ sợ đến lúc đấy em lại thất vọng vì anh thì sao? Về xưởng dược liệu, bên nhà cháu hoàn toàn nhất trí. Nếu mà triển khai thì bố mẹ cháu cũng tham gia cùng. Bố cháu cũng gọi điện cho bác rồi. Thực ra, hôm nay bác gọi cháu sang là vì chuyện khác cơ. Yên tâm, không phải chuyện của cháu với con Mỹ Đình đâu mà lo. Bác cũng biết rồi à? Thì đấy, bác cũng biết Đình nhiều năm nay. Chuyện lần trước Đình cũng biết lỗi rồi bác ạ. Thôi, chuyện cũ nhắc lại làm gì? Yên tâm đi, chuyện của hai đứa sẽ có một phiếu ủng hộ từ bác. Hôm nay bác muốn hỏi cháu về một người. Ai vậy bác? Về cậu Vũ, cái cậu bác sĩ, người mà luôn giúp đỡ con Hà thời gian gần đây. Bác biết anh Vũ à? Nhà con sắp bay rồi ạ. Con có nhờ chú ở nhà chăm sóc cho mẹ? Ngoài ra con có để một khoản để cho mẹ ăn dưỡng tuổi già. Đi thì cứ đi đi, không cần phải lo cho tôi đâu. Mẹ à, con biết không phải lúc nào con cũng đúng. Con muốn trả thù, muốn giành giật. Điều đó ai cũng thấy cả. Nhưng có những thứ con phải chịu đựng, con phải trả giá. Thì không ai biết cả. Dù con có là kẻ độc ác hay máu lạnh, thì thật sự có những lúc con chẳng dễ chịu gì cả. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ nhiều lắm. Đây đây, mẹ khoác lại cho. Vâng ạ. Vui không? Có ạ. Anh là Trần Hữu Nghĩa? Vâng, tôi đây. Đề nghị anh xuất trình căn cước.